Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh ô tô xe máy cũ Long Biên. Tôi là Quyết, rất vui hôm nay được chia sẻ giới thiệu với tất cả các anh em quý khách gần xa một mẫu xe hatchback, mẫu xe nhỏ gọn, mẫu xe đường phố, mẫu xe đô thị rất là thuận tiện cho chúng ta di chuyển trong nội đô. Và đây là mẫu xe Chevrolet Spark, nó là một mẫu xe số tự động. Thân hình để có thể nói là chúng ta nhìn nó khá là thể thao, rất là mạnh mẽ. Một cặp đèn vỏ xoài, cặp đèn vỏ xoài mắt xích chạy suốt từ dưới lên phía bên đầu rất là đẹp. Đang trang bị bóng halogen, trên đây là đèn xi nhan. Và phía bên trực diện thì chúng ta nhìn thấp xuống thì nó giống như là một cái mẫu xe hạng sang thể thao đó. Có hai đường gân vuốt dọc lên khá là đẹp. Và bên thân xe bên đây thì chúng ta có thể nhìn thấy đó là mẫu Chevrolet Spark đời mới này có một cái chút cải tiến rất là đẹp, đó là giấu cái tay nắm cửa ở phía sau đi đã được thiết kế cải thiện cho lên trên này, và như vậy là chúng ta mở cửa thì nhìn rất là đẹp, rất là thể thao. Giữa một cái form thân xe màu trắng mà được trang bị thiết kế các cái tay nắm mở cửa màu đen thì rất là khỏe khoắn, mạnh mẽ. Đây là về phía đằng sau. Phía sau đây thì được trang bị một cặp đèn mắt xích nhìn rất là đẹp. Từ hai phía chúng ta có thể nhìn thấy là cặp đèn hậu khá là đẹp. Và có gạt mưa phía sau, có logo của Chevrolet. Cái này là Chevrolet, bên đây là Spark. Đây là tem của nhà máy. Bên dưới này thì được trang bị một miếng nhựa đen, những cái đèn sần khá là đẹp, được bố trí với hai mắt màu đỏ nhìn khá là mạnh mẽ, thể thao. Vâng, và sang phần phía bên cánh cửa bên phụ trang bị giống y chang như là phía ở bên lái, mở cửa sau ở trên phía trên cánh. Chúng ta đã đi tổng quan về phần ngoại hình. Đóng qua ngoại hình xong, và bây giờ tôi sẽ giới thiệu về bên phần khoang máy. Vâng, chúng ta sẽ sang xem khoang máy của em ạ. Chúng ta có thể nhìn là thiết kế của mẫu Chevrolet Spark mới này rất là đẹp. Đặc biệt nhất là tôi có cái đèn này, từ bên ngoài cái đèn khá là đẹp. Vâng, thưa các bạn, đây là khoang động cơ của chiếc Chevrolet Spark đời 2011 và đăng ký 2000 lăn bánh 2015. Thì cái mẫu mới này được trang bị động cơ 4 máy. Động cơ 4 máy, và có thể nói là một chiếc xe này khá là đẹp, chạy mới có khoảng đâu đó hơn 7 vạn một chút. Và chiếc xe này máy rất là đẹp, rất là êm. Tất cả về phần thoát bèo, rồi ba đầu sốc trước, nói chung là đầu đuôi, rồi cột, cánh cửa, zin nát hết từ những cái cao su của xe, vẫn còn chưa có bị nứt hay là rách hay là mòn. Và điều đặc biệt nhất là cái dòng đời mới này, đời cao này thì nó đã có trang bị thêm một cái miếng ở đây. Đó chính là cái miếng vừa là chống tách âm, chống ồn, vừa là chống nhiệt. Đấy, chúng ta có thể nhìn. Rồi, để tôi nổ máy. Chúng ta có thể thấy đấy, đây là máy đang nổ, điều hòa tôi đang bật. Nấc gió là đang ở số 2. Rất là êm. Rồi, và chúng ta sẽ đi là bốn cánh cửa. Còn đây là cánh nắp cửa bên phụ. Chúng ta sẽ đi qua cánh cửa. Sau đây vào xem nội thất. Đây là cánh cửa, chúng ta có thể thấy đây. Các cái răng zin hết của nhà máy. Đấy, có thể nói là chủ xe đi rất là dữ, những cái mép này còn chưa bị dập, chiếc xe rất là chất lượng.
Phần keo chỉ thì không có mất một phân keo chỉ nào, dính nét hết từ trên xuống dưới, xuống tận dưới luôn, không mất một phân keo chỉ nào. Về phần tắp ly ở bên cánh lái phải nói là đẹp, cực đẹp luôn. Một chiếc xe chúng ta chỉ nhìn có 4 tắp ly, thì cái tắp ly ở bên cánh lái là cái tắp ly mà gần như là ngày nào cũng phải sờ đến, bởi vì là người lái xe là sử dụng nhiều. Thế nhưng mà chúng ta nhìn thấy là rất là đẹp, các nút chỉnh gương xe này được trang bị hai gương điện ở phía trước, rất là đẹp, lên xuống rất là mượt mà. Chỉnh gương bằng tay. Đây là phía này là phần tem nhà sản xuất, nhìn từ đây. Tất nhiên là có xe cũ thì có sự sát một vài chút thì cái đấy nó không tránh khỏi. Cái xe này là sơn zin 100%, không có một giọt sơn ta nào cả. Đây là phần cột. Phần cột của nó rất là vuông đẹp. Chúng ta xem qua một cái chút ở cái cửa bên lái. Tôi lột lên. Chúng ta chỉ cần nghe cái tiếng nó ra thôi, tiếng răng đó, chúng ta biết được cái chất lượng xe như nào. Đấy. Tất cả anh chị có thể nhìn đây. Đấy. Từng cái đinh tán một của xe rất đều thăm tắp, rất đẹp, không bị một lỗi ở chỗ nào cả. Cột của em nó rất là đẹp, sắc nét, vuông vắn. Đây là cánh cửa phía bên phụ đằng sau. Chiếc xe này nó là Chevrolet Spark Van. Dòng van là dòng 2 chỗ. Thì đằng sau này là được trang bị để chở hàng. Và đằng sau này cũng lên xuống kính miệng. Chiếc xe này đã còn nguyên bản hai thanh này là thanh nguyên bản chở hàng để tránh không có hàng nó va đập vỡ kính. Cái này là bảo vệ kính. Chúng ta có thể nghe tiếng cửa đóng của em nó này. Đó. Đó. Rất là phùng phục. Chiếc xe này được trang bị là khóa điện bấm. Đây là chìa khóa chúng ta có thể đeo ở người, và trong đã có một chìa khóa cắm rồi. Nên ta ấn vào nút nó mở ra. Ví dụ chúng ta đỗ ở xe, ở bãi đỗ xe, hoặc là trong hầm, hoặc là trong siêu thị, chúng ta có thể bấm nút tìm xe ở đây. Đó. Và chúng ta mở khóa và khóa. Chúng ta có thể nhìn thấy đây ạ. Bản lề của em nó còn chưa một vết ốc, những con ốc còn chưa có nào có vết cả. Đó, rất là đẹp. Cửa lên thủy lực rất là rộng rãi. Và đây là khoang chứa hàng là xong. Thì đã được trang bị một cái ghế. Đấy, chúng ta có thể dựng lên, có khóa chốt ở trong, chúng ta có thể là ngồi. Còn ví dụ như là chở hàng hạ xuống, rất là đơn giản, nhanh. Ở bên đây là cái chiếc lốp phụ. Chúng ta có thể nhìn ở dưới đây. Đây là phần đựng cái lốp sơ cua. Lốp sơ cua này là vẫn lốp nguyên bản theo xe nhé. Năm sản xuất nó đóng trên lốp zin. Tất cả ở phía dưới này thì đấy, chúng ta có thể nhìn này, nghe. Không bị một chỗ nào gọi là mọt hay là có oxy hóa cả. Khá là đẹp. Rồi. Và đây là trong cái lòng cốp. Chúng ta có thể thấy đây. Qua thời gian thì cũng có xước xát đôi chút, nhưng mà phải nói là chiếc xe rất là chất, sơn zin nét hết. Đây, bóc một chút cái cao su ra để chúng ta có thể nhìn thấy. Đó. 2 mét vuông vắn sắc nét, đẹp. Sàn đinh đều đặn. Cam kết chiếc xe không một lỗ nhỏ. Quý anh chị có thể mời các bác thợ mua bán hay là có kỹ thuật chuyên môn sâu về xe đến kiểm tra test bao test thoải mái. 4 cánh cửa trước sau đầu đít đẹp. Đây là cánh phụ sau. Vâng, đây là cánh ở bên phụ ở trên khoang lái. Tắp ly thì phải nói là cực kỳ đẹp luôn. Chúng ta có thể nhìn thấy này, cái độ nhựa sần nó sờ tay bút một mùa. Dàn kính zin nét hết. Chỗ này thì được để có thể là một cái ví, chỗ này để là một chai nước. Đấy, cũng khá là rộng rãi, để đồ cũng được. Chúng ta có thể nhìn thấy từ những cái đằng sau đây, cái móc khóa thì thật sự là quá đẹp, gần như là mới luôn. Bên này là ít, rất ít mở, không có một tí nào gọi là mòn cả.
Một cái chiếc xe mà mở nhiều cái cửa thì nó sẽ bị mòn đây. Đấy, những chiếc xe này thì thực sự là quá đẹp luôn. Những con ốc này chưa bao giờ động vào, chưa tháo ra. Đấy, ốc cánh cửa của phía sau đấy thế. Không có ốc nào có vết, zin đét hết. Từ những cánh cao su này đi đường dây điện nó vẫn nguyên bản hết. Nội thất là nội thất da, số tự động. Văn bản cho biết, Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh nhận thấy quy định hiện nay về cách tính phần đất trong thẩm định nhà chung cư của các chủ sở hữu nhà chung cư không công bằng giữa người sở hữu các hộ. Vâng, cái chiếc xe nó có một cái hay, chúng ta có thể không đeo chìa khóa ở người, chúng ta có thể để đây, chỗ này có thể chìa khóa rất là đẹp. Được trang bị một túi khí trên vô lăng. Trên vô lăng có một bóng khí. Và cái điều mà tôi thích nhất ở trên chiếc xe này ấy, là nó có một cái tính rất là, theo như tôi nói nó rất là ngộ, nhìn nó rất là đẹp. Bởi vì sao? Đây là cái đồng hồ, bên này là đồng hồ hiển thị về tốc độ bằng cơ, và ở bên đây là đồng hồ hiển thị thông số là về vòng tua máy này, thời gian này, chip A, chip B này, nhiên liệu này, và trên đây là có các cái dãy đèn, dải đèn xung quanh, báo xăng, báo dây an toàn, báo rất nhiều thứ. Ở bên đây là hai đèn xi nhan. Điều hòa thì chúng ta có điều hòa cơ, xoay chỉnh nước gió bằng tay, bật tắt, và có đài FM. Hiện tại thì chiếc xe này nguyên bản tuyệt đối, cho nên là chủ xe cũng chưa có độ đĩa, đầu đĩa hay là màn hình gì cả. Nguyên bản hết, chiếc xe rất là đẹp. Chúng ta thì nhìn tắp lô. Tắp lô là rất là đẹp. Gai luôn. Sờ, nhựa sần rất là gai. Cực kỳ đẹp luôn. Chiếc xe này được trang bị là hai loa ở phía trước. Dòng van này thường là chỉ có hai loa phía trước thôi. Phía sau thì sẽ không có loa. Và bên đây chúng ta có thể nhìn về phần điều hòa. Đây là chiếc điều hòa của cái cửa gió điều hòa dành cho người ngồi bên phụ, và đây là hai cái cửa gió trung tâm. Đây cũng vậy, một cửa gió điều hòa dành cho người lái. Điều chỉnh gương trái phải bằng cơ tay. Chúng ta có trang bị ở đây được hai cái chắn nóng cũng khá là sạch sẽ, mới, rất là tốt. Đấy, đây là của nhà sản xuất Zin này, thông báo các thông số gì đó, xứ Hàn Quốc. Trên đây có một đèn trần. Và đây là số tự động. Chúng ta đây là phân số của em đó. Củ số rất đẹp. Củ số gần như là vẫn còn rất là sần sùi, mà cái da sần ấy nó còn rất là sần, nó sờ vào nó cảm giác nó rất là gai. Chứ không phải là cái xe đi nhiều thì những cái củ số này nó bóng nhẫy ra. Đó. Cái phanh tay của chúng ta thì có thể nhìn thấy là rất đẹp. Từ cái cao su này cực kỳ đẹp luôn. Đó. Rồi. Và đây chúng ta đang ngồi ở trong xe. Máy phải nói là thực sự là rất là êm, gần như không có một cái cảm nhận, tức là không có một cái gì nó cảm giác đến vô lăng nó rung hay có một cái độ gì của máy ở ngoài nó tác động vào trong cả. Nó rất là tuyệt vời. Ghế thì chúng ta được trang bị, đây là ghế da. Ghế da chúng ta có thể, đây là cái mức tựa đầu chúng ta có thể lên xuống rất là tốt, rất là đẹp. Trần thì được trang bị là trần da khá là sạch sẽ đẹp. Phía đằng sau thì cũng ghế da và vừa ngả ra làm khoang để chứa đồ thì cũng được bọc da. Vâng, vừa rồi là tôi đã giới thiệu đến quý vị và các bạn, đến tất cả các anh em, một mẫu xe hatchback Chevrolet Spark nhỏ gọn, một đầu dành cho chúng ta đi ở nội đô. Với thời tiết đã chớm khu và xe lạnh như ngày hôm nay rồi thì có thể nói là chúng ta di chuyển và những ngày mưa phùn thì nó rất là phù hợp. Với giá tiền thì nó không phải là quá cao, nó chỉ hơn 100 triệu một chút thôi. Chúng ta có thể sở hữu một chiếc xe ô tô nhỏ gọn xinh xắn và mang lại cho chúng ta có giá trị rất là lớn, thuận tiện cho công việc. Vâng, và tôi là Thẩm Xuân Quyết, chuyên mua bán trao đổi ký gửi ô tô xe máy cũ tại 560 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên và Hà Nội. Ngày hôm nay tôi làm video này, rất mong tất cả anh em quý khách gần xa xem video và hãy nhấn kênh đăng ký kênh và nhấn nút chuông để tôi có thể cung cấp đến tất cả các anh chị, các quý khách gần xa những thông tin mới nhất về ô tô, về xe máy.
Vâng, xin chào, hẹn gặp lại.